Để chúc anh trai thi đại học thuận lợi, cô đã mang đầy côn trùng độc đến trường để đón anh. Không chỉ cài trên đầu một con ếch độc phi tiêu làm kẹp tóc, còn cầm một con nhện lông xanh và quấn quanh eo một con rắn lục. Cứ nghĩ rằng có thể để anh trai nhìn thấy cô đầu tiên. Ai ngờ bên ngoài trường thi đâu đâu cũng là phụ huynh nam mặc sườn xám. Hình ảnh họ hô vang kỳ khai đắc thắng thật sự chói mắt, khiến cô bị chìm nghỉm giữa biển người. Đúng lúc cô đang bực bội, chị Châu đang livestream bỗng chú ý đến phía bên này. Cô bé này xinh quá, em đến đón anh trai hay chị gái thế? Cô ấy không nhịn được muốn tiến lên bắt chuyện. Đừng có qua đó, cô bé đó rất nguy hiểm. Nghe vậy, chị Châu có chút khó hiểu, còn livestream thì tràn ngập bình luận chế giễu. Chị Châu đừng để ý đến anh ta, một đứa trẻ thì có gì mà nguy hiểm, mau qua làm quen với em gái nhỏ đi. Dưới sự thúc giục của mọi người, chị Châu tiếp tục bước tới. Thế nhưng ngay sau đó, bình luận hiệu ứng đặc biệt lại xuất hiện. Mọi người nhìn xem thứ quấn trên người cô bé kia là gì kia. Cùng lúc đó, chị Châu cũng hét lên một tiếng, "A, có rắn!" Một con rắn màu xanh lục đang quấn quanh cổ tay cô bé. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của chị Châu, con rắn thè lưỡi về phía cô ấy, hai chiếc răng nanh độc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Bình luận lúc này cũng đã bùng nổ, "Trời đất ơi, tôi còn tưởng là đồ trang trí trên quần áo của cô bé. Kết quả lại là rắn thật sao? Chờ đã, tôi nhìn thấy gì thế này? Mơ u bàn tay phải của cô bé kia vậy mà còn có một con nhện to đang bò." Chị Châu đã không còn thời gian để xem những bình luận hỗn loạn kia nữa. Cô ấy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, bởi vì lúc này con rắn lục kia đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lúc này, những phụ huynh xung quanh cũng phát hiện ra điều bất thường. Cô bé kia là sao vậy? Sao lại chơi với rắn? Mau, tránh xa ra. Còn cô vốn đang tò mò nhìn chị Châu, lúc này thấy mọi người liên tục lùi lại, cô có chút nghi ngờ nghiêng đầu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nhịn không được tiến lên một bước, ngay lập tức, tất cả mọi người đều đồng loạt lùi lại một bước lớn. Nhìn thấy vậy, cô tủi thân vô cùng, mọi người đang làm gì vậy? Câu hỏi giận dỗi của trẻ con khiến mọi người nhìn nhau. Cô bé trước mắt thật sự quá đáng yêu, khiến người ta khó có thể ghét bỏ. Lúc này, trong đám đông có một người đàn ông can đảm đứng ra. Anh ta nhìn con rắn xanh đang thè lưỡi phì phì trên cổ tay cô bé, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Cô bé, cháu đừng có cử động, chú sẽ giúp cháu. Anh ta nghĩ rằng cô bé này bị rắn quấn lấy mà không biết phải làm sao, nên mới đến nơi đông người này để cầu cứu. Người đàn ông cẩn thận bước tới, muốn nhanh chóng nắm lấy điểm yếu của con rắn từ bên cạnh. Nhưng rõ ràng anh ta đã đánh giá thấp tốc độ phản ứng của con rắn. Chỉ thấy con rắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nửa thân trên dựng đứng. Người đàn ông sợ hãi hét lên một tiếng, bước chân vô thức lùi về phía sau. Cô cũng bị tiếng hét của người đàn ông làm cho giật mình, nâng tay trái đang quấn con rắn lên gãi đầu, nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Mọi người nhìn thấy con rắn xanh chỉ cách khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong gang tấc, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cô bé đừng cử động, cẩn thận rắn. Hả? Cô có chút ngơ ngác nâng cổ tay lên, nhìn những người xung quanh đang căng thẳng, cuối cùng cũng chậm chạp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra mọi người không phải sợ cô, mà là sợ tiểu lục của cô. Cô bày ra vẻ mặt như chợt hiểu ra, tuy không hiểu tại sao mọi người lại sợ tiểu lục, nhưng mà, nói rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô kéo con rắn xanh trên cổ tay trái xuống, buộc thành một cái nơ, sau đó mở chiếc ba lô hình con thỏ của mình ra, ném vào trong. À đúng rồi, còn có đấu đấu nữa. Cô lại nhớ ra điều gì đó, vươn tay tóm lấy con nhện to trên mơ u bàn tay phải ném vào trong ba lô. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Tiểu Lưu đang quay phim chị Châu cũng bị dọa sợ, cánh tay cứ thế cứng đờ, quay lại toàn bộ quá trình mà không bỏ sót một khung hình nào. Bình luận trên livestream đầu tiên là dừng lại trong giây lát, sau đó như sóng thần ập đến, cứ thế nhét con rắn vào trong ba lô. Ngầu đét, mẹ hỏi tôi tại sao lại quỳ gối xem điện thoại. Sau khi nhìn thấy con rắn bị nhét vào ba lô, chị Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi mọi người ơi, vừa rồi chỉ là một chút gián đoạn, chúng ta không thể quên chủ đề livestream lần này, chỉ còn vài phút nữa là đến giờ nộp bài thi rồi. Chị Châu cố gắng quên đi chuyện vừa rồi, nhưng những người xem livestream lại không chịu buông tha cô ấy. Đừng mà chị Châu, chúng em còn muốn xem rắn, kỳ thi đại học năm nào cũng có, chẳng có gì mới mẻ. Chị mau đưa chúng em đi xem cô bé kia tiếp đi. Cuối cùng, chị Châu cũng bất lực, đành bảo Tiểu Lưu chuyển ống kính. Bên cạnh hàng rào cách đó không xa, cô bé đang lo lắng nhìn về phía tòa nhà dạy học bên trong. Đôi lông mày nhíu lại khiến người xem xót xa. Ôi chao, cô bé làm sao vậy? Sao trông sắc mặt có vẻ không tốt vậy? Chẳng lẽ là bị rắn cắn rồi? Lầu trên là đồ ngốc à? Nếu thật sự bị cắn thì bây giờ mặt mũi đã đen xì rồi. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của người xem, chị Châu cố gắng chống đỡ đôi chân bùn rủn bước tới. Nhưng cô không hề chú ý đến việc cô ấy đang đến gần. Sao vậy Tiểu Thanh? Cô cúi đầu vỗ nhẹ vào chiếc ba lô. Ngoan nào, mấy đứa ngoan ngoãn chờ một chút, anh trai sẽ ra ngay thôi. Bên trong lập tức vang lên tiếng rít, khiến chị Châu đang đứng cách đó không xa nổi hết da gà. Còn cô đã dỗ dành xong những người bạn nhỏ trong ba lô, ngẩng đầu lên nhìn thấy chị Châu mặt mày tái mét. Chị là chị lúc nãy phải không? Cô chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, vẻ mặt nghi hoặc. Chị cứ nhìn em mãi, có phải là có chuyện gì không? Chị Châu có chút ngại ngùng xua tay. Thật ra chị cũng không có việc gì, chỉ là chị chưa từng gặp đứa trẻ nào đáng yêu như em, nên muốn làm quen với em một chút. Cảm nhận được thiện chí của chị Châu, cô mỉm cười ngọt ngào. Tất nhiên là được rồi, chị cũng rất xinh đẹp. Nói chuyện phiếm được vài câu, tâm trạng của chị Châu cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Lúc nãy chị nhìn thấy con rắn em cầm trên tay, còn có cả nhện nữa, chúng là thú cưng của em sao? Cô gật đầu, vâng ạ, là thú cưng Tiểu Lục và Đấu Đấu của em. Có vẻ như em rất thích thú cưng của mình, nhà chị cũng nuôi thú cưng, nhưng chị vẫn muốn nhắc nhở em một chút, những thú cưng này đều có độc, khi chơi với chúng, nhất định phải chú ý an toàn đấy.
nhưng rõ ràng cô đã hiểu nhầm ý của chị Châu. Hóa ra chị cũng thích động vật nhỏ à? Vậy thì để em giới thiệu kỹ hơn về những người bạn nhỏ của em nhé. Nói rồi, cô giơ chiếc ba lô hình con thỏ lên, kéo khóa ba lô ra. Chị Châu vừa rồi còn dịu dàng và hòa nhã, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhìn thấy con rắn lục thò đầu ra, phì phì thè lưỡi hai cái, chị Châu cảm giác như hai chân mình bị đóng băng tại chỗ. Nhưng cô không hề phát hiện ra sự bất thường của chị Châu, mà lấy con rắn lục bị thắt thành nơ ra, rồi gỡ bỏ cái nơ, sau đó giơ lên trước ống kính, nở nụ cười rạng rỡ giới thiệu. Đây chính là bảo bối tiểu lục của em, mọi người xem vảy của nó đẹp không này, mùa hè áp ra mắt lạnh, thoải mái lắm. Sau đó cô lại nhấc con nhện to trên lưng lên, con nhện này tên là Đấu Đấu, là con trai, mọi người xem cái bụng tròn tròn toàn lông của nó kìa. Dễ thương lắm phải không? Hình ảnh cận mặt con nhện khiến người xem livestream sợ ngây người. Lập tức có người hiểu biết lên tiếng cảnh báo, chị Châu mau tránh xa thứ này ra, đây là nhện độc Brazil, là một trong những loài nhện độc chết người nhất thế giới. Người bị nó cắn trong vòng 15 phút sẽ chết. Đáng tiếc là lúc này chị Châu hoàn toàn không để ý đến bình luận. Cô ấy đang ngả người về phía sau, cố gắng tránh xa những thú cưng này một chút, cho đến khi cô nhét tiểu lục và Đấu Đấu trở lại ba lô. Chị Châu mới thở phào một hơi, em gái nhỏ, vậy thì hôm nay em đến đây làm gì? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức ỉu xìu. Nỗi phiền muộn lúc nãy lại ùa về, hầy, vì Hoàn Hoàn cứ muốn ăn tiểu tượng tử, em khuyên thế nào cũng không nghe, có thể thấy chuyện này khiến cô bé rất phiền não. Chị Châu thật sự có chút tò mò, Hoàn Hoàn cũng là thú cưng của em sao, tại sao nó lại muốn ăn tiểu tượng tử? Cô bất lực giang hai tay ra, Hoàn Hoàn và tiểu tượng tử đều là thú cưng của em, nhưng chúng sống ở dưới nước, cho nên không tiện mang theo. Anh trai nói tên khoa học của Hoàn Hoàn là bạch tuộc đốm xanh, còn tên khoa học của tiểu tượng tử là sứ hộp. Lần này, người xem livestream đều tê liệt, có lẽ nhiều người không biết sứ hộp là gì, nhưng bạch tuộc đốm xanh thì không ít người biết đến. Rắn lục và nhện độc Brazil đã đủ kinh khủng rồi, không ngờ cô bé này còn có cả thú cưng mà ngay cả cô bé cũng không thể khuất phục. Lúc này, độ hot của livestream chị Châu đã leo lên vị trí đầu tiên trong danh sách đề xuất. Chị Châu bị độc vật vây quanh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Chủ đề này lập tức leo lên top tìm kiếm, cả mạng xã hội đều bùng nổ, mà chị Châu nhìn những bình luận cuồn cuộn như sóng thần. Cuối cùng cũng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, tương tác với cô bé này quả nhiên có chủ đề, có độ hot. Hôm nay liều mạng vậy, nghĩ vậy, cô ấy mỉm cười hiền hòa, em gái nhỏ, hôm nay em tự mình đến đây sao? Người nhà không biết em ra ngoài à? Ai ngờ vừa dứt lời, cô lập tức đứng thẳng người, đôi mắt to tròn đảo quanh nhìn ngó xung quanh, là em lén ra ngoài, chị đừng nói cho ai biết nhé, bị phát hiện là em sẽ bị mắng mất. Cô bày ra vẻ mặt như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện, lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong livestream. Ha ha ha, cô bé này đáng yêu quá đi mất, chị hứa sẽ không nói cho ai biết, bởi vì bây giờ e rằng cả mạng xã hội đều biết em trốn nhà đi rồi. Mà chị Châu cũng bất lực nhìn cô, hoàn toàn không chú ý đến việc vừa rồi cô cử động mạnh. Khóa kéo của chiếc ba lô hình con thỏ đã bị bung ra một khe hở, con nhện độc Brazil to bằng nắm tay trẻ con lặng lẽ chui ra ngoài. Trẻ nhỏ tự ý ra ngoài một mình là không an toàn. Sau này em gái nhỏ à, chị Châu đang định dạy dỗ cô vài câu, nhưng lời còn chưa dứt đã thấy một bóng xanh lóe lên trước mắt. Sau đó cô ấy cảm thấy có thứ gì đó rơi trúng đầu mình. Sau tiếng hét ngắn ngủi, chị Châu đột nhiên nhận ra, nhện, em gái nhỏ, có phải con nhện của em nhảy lên đầu chị rồi không? Cổ chị Châu cứng đờ trong nháy mắt, chỉ có thể cố gắng đảo mắt nhìn lên trên. Cô cũng có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chiều cao của hai người chênh lệch hơi nhiều, cô đành phải đưa tay nhỏ ra túm lấy váy của chị Châu, đồng thời cố gắng nhón chân. Chị ngồi xổm xuống đi ạ, em không nhìn thấy, nhưng người xem livestream thì nhìn thấy rất rõ ràng, giả đúng không? Đây có phải là kịch bản không vậy? Sao lại trùng hợp đến mức con nhện lại nhảy lên đầu chị Châu thế kia? Đầu trên có não không vậy? Đi viết kịch bản cho con nhện, bảo nó diễn theo cho tôi xem thử coi. Hay là báo cảnh sát đi, bây giờ chị Châu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy. Không được không được, việc này báo cảnh sát cũng vô dụng, phải cẩn thận gỡ con nhện ra, nếu chọc giận nó, chắc chắn sẽ có người chết. Mà lúc này chị Châu cuối cùng cũng dồn hết sức lực, nghiến răng ngồi xổm xuống, em gái nhỏ, cầu xin em, mau lấy con nhện đi. Cô gật đầu, không thành vấn đề, em sẽ bắt nó về ngay. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào màn hình, nghĩ rằng cô bé này sẽ nhẹ nhàng lấy con nhện xuống. Ai ngờ cô tiến lên một bước, hồn nhiên vươn tay tóm lấy con nhện, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, duỗi một món trỏ thon dài ra, không chút lưu tình gõ gõ lên đầu con nhện. Đấu Đấu, ngươi làm sao vậy? Không phải trước khi ra ngoài đã nói rõ rồi sao, không được phép chạy lung tung, sao mày không nghe lời vậy? Cô càng nói càng giận, nếu mày còn không ngoan, lần sau ra ngoài tao sẽ không mang mày theo nữa. Dùng giọng nói trẻ con nhất, nói ra những lời hung dữ nhất, nếu là bình thường, chị Châu đã sớm bị chọc cười. Vấn đề là bây giờ cô ấy đã biết đó không phải là nhện bình thường, mà là một loại nhện độc có tính tấn công cực mạnh. Răng độc của nó thậm chí có thể cắn xuyên qua móng tay người. Một khi bị cắn, trong vòng 15 phút sẽ chết. Nghĩ vậy, chị Châu vẫn cố gắng kiềm chế run rẩy lên tiếng. Em gái nhỏ, đừng như vậy, cái đó, con nhện đó rất nguy hiểm. Cô ấy nghĩ rằng cô bé này có lẽ không biết thứ này đáng sợ như thế nào, cho nên mới coi nó là thú cưng. Ai ngờ cô lại lập tức lắc đầu. Không phải đâu chị ơi, Đấu Đấu không phải là con nhện độc nguy hiểm gì đâu. Tên đầy đủ của Đấu Đấu là nhện độc Brazil, nhưng ngoại trừ việc hơi nghịch ngợm một chút, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Nói đến đây, cô lại ngại ngùng gãi đầu. Xin lỗi chị, chắc chắn là vừa rồi Đấu Đấu nghịch ngợm dọa chị rồi. Nhưng chắc chắn nó không cố ý đâu, chị yên tâm, em sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Nói rồi, cô lại giơ tay muốn chọc vào đầu con nhện to. Dọa chị Châu vội vàng xua tay. Không, chị không trách nó,
Nhìn thấy sắc mặt chị Châu trắng bệch và nỗi sợ hãi đang cố gắng kìm nén trong mắt, cô cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. "Chị ơi, mọi người đều sợ Đấu Đấu và Tiểu Lục sao?" Cô có chút ủ rũ cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đầy lông của con nhện to. Miệng lẩm bẩm, giọng nói đầy tủi thân, "Sao lại phải sợ chúng chứ? Chúng thật sự rất ngoan ngoãn, nghe lời." Vẻ mặt thất vọng đó khiến chị Châu đau lòng không thôi, nếu không phải bây giờ chân cô ấy vẫn còn bủn rủn không đứng dậy được thì cô rất muốn kéo cô bé vào lòng an ủi. Cuối cùng, cô ấy đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô. "Chị tin lời em, cũng tin rằng những người bạn nhỏ của em đều là những đứa trẻ ngoan. Chị sẽ không trách nó đâu, cho nên em cũng đừng hung dữ với nó nữa, được không?" Nghe vậy, mắt cô ngấn lệ, một lát sau cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, ánh mắt nhìn chị Châu long lanh, ngay cả người xem livestream cũng bị sự dịu dàng hiếm có của chị Châu làm cho cảm động. Thế nhưng đúng lúc này, chiếc ba lô hình con thỏ trên người ta đột nhiên động đậy hai cái. Sau đó, một cái đầu hình bầu dục màu xanh lục từ khe hở chui ra. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hét chói tai. "A, rắn chui ra rồi." Trong nháy mắt, phạm vi 10 mét xung quanh cô trở thành vùng chân không. Chỉ còn chị Châu đứng đơ tại chỗ, sau khi nhìn thấy con rắn lục thè lưỡi cùng cặp mắt lóe lên ánh nguy hiểm. Tất cả sự dịu dàng và dũng cảm vừa xong của chị Châu lập tức biến mất hết.